Mới thả mồi xuống à, mồi chưa gáy là nó xuống luôn rồi cả nhà, sung vừa về là xuống cụt luôn. Con này có kèm thưa, cầm ba chân giò dính nhanh quá. À, về cây xô đũa này nè, mình úp đây nè. Vừa mồi mới xay xay cái gớt này. Kèo 10 giờ.